Hello anh em nha, mình là Đức đây. Và hôm nay mình sẽ không đánh mồi mềm và mình sẽ sử dụng một cái con mồi, đó chính là từ từ rồi các bạn biết. Để mình cột dây cái. Mình vừa mới nhận được hàng hồi sáng và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Ok. Đó chính là con mồi Anlure, con Vibration nhỏ xíu này, thấy không? Má ơi. Ok, móc vô. Ở dính rồi kìa nè. Dính rồi. Má dính. Dính rồi. Dính cá rồi. Má cá má to luôn. Dính mèo ghê không? Anh em thấy dính mèo ghê không? Nè. Tí là sảy rất là cao nên các em phải để hơi lỏng máy tí. Cá lóc mà. Biết chứ.